Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Hình như đây là món quà ngọt ngào nhất Thúy Ngân được nhận hôm nay. Thúy Ngân là gương mặt không còn xa lạ đối với người hâm mộ Việt. Nữ diễn viên là một trong những bóng hồng xinh đẹp góp mặt tại nhiều bộ phim truyền hình cũng như chương trình truyền hình ăn khách nhất nhì thời điểm hiện tại. Độ hot của Thúy Ngân còn được minh chứng bằng việc ngày càng chiếm được nhiều cảm tình từ công chúng. Người hâm mộ của Thúy Ngân trải dài khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, dù xa hay gần cũng đều theo dõi và ủng hộ con đường sự nghiệp của cô. Và hôm nay 5 tháng 4, sinh nhật của Thúy Ngân chính là cơ hội để fan được thổ lộ tình cảm của mình dành cho nữ diễn viên. Ngay trong nhóm FC, đông đảo fan từ khắp mọi miền đã cùng quay clip và gửi lời chúc tốt đẹp đến Thúy Ngân. Chắc hẳn đây chính là món quà ngọt ngào nhất Thúy Ngân nhận được hôm nay.